Hai cái logo này tương đương bằng một cây vàng. Một đôi giày từ da cá tuyển chọn và handmade bởi Kỳ Lân Luxury, đẹp, sang và vô cùng tinh tế. Từ chất liệu là da cá được Kỳ Lân nhập tại nhà máy thuộc da nổi tiếng và chuyên cung cấp da cho tất cả những công ty đồ da thời trang xa xỉ hiện nay trên thế giới. Sau đó, đội ngũ kỹ thuật chuyên môn về handmade đồ cao cấp của Kỳ Lân Luxury thực hiện đôi giày đo ni đóng giày cho từng quý khách. Đẹp, sang, tinh tế rồi, bây giờ đẳng cấp hơn, giá trị hơn. Khi Kỳ Lân vừa hoàn thiện xong bộ logo dành cho mỗi chiếc giày, đây bây giờ Kỳ Lân sẽ hình dung đưa vào trước để giúp quý khách hình dung được là sau khi đưa lên giày sẽ như thế nào. Mỗi cái logo để gắn lên từng chiếc giày như thế này, tùy vào tên hay bất kỳ biểu trưng, biểu tượng nào mà Kỳ Lân thực hiện cho quý khách sẽ khác nhau mà. Nên là kích thước cũng như trọng lượng của từng cái logo sẽ khác nhau. Và cụ thể đây là bộ logo để Kỳ Lân gắn lên đôi sục của Kỳ Lân sẽ mang hàng ngày, và một bộ nữa gắn lên đôi giày của Kỳ Lân sẽ mang hàng ngày. Trọng lượng của mỗi cái logo này là gần 3 chỉ 9. Hai cái logo này là 7 chỉ 745. Tính ra thiếu gần 3 chỉ nữa là gần đủ một cây vàng. Chỉ cần thêm 2 chỉ mấy nữa thôi là hai cái logo này tương đương gần một cây vàng. Và trong mỗi cái logo vương miện huy hiệu biểu trưng của Kỳ Lân Luxury này sẽ có mỗi cái là 3 viên kim cương hột xoàn thiên nhiên vuông mà Kỳ Lân tuyển chọn từng viên một, đồng nhất kích thước và độ sạch, độ đẹp cũng như là kỹ thuật chuyên môn của thợ cao cấp và kỹ thuật máy móc chuyên nghiệp để tạo ra được sản phẩm cao cấp luxury như thế này, để cho những viên kim cương phát sáng một cách rực rỡ nhất cũng như là ánh sáng bóng từ vàng nguyên khối này.